Đây là lần đầu tụi mình làm video nên còn nhiều sai sót, mong nhận được phụ ý từ góc bọn để tụi mình cho ra được những sản phẩm tốt hơn. Xin đồ bếp, xin chào các bạn. Rồi đó, hôm nay tụi mình sẽ giới thiệu cho các bạn dòng mà chó đơn được sang đóng dạo gần đây cùng với một đôi chân siêu dè chưa tới nắng, cùng với một bờ mông cam và bằng eo không thể thông lộ hơn. Đây là dòng chó Curry. Curry được thuần 100% và được bên mình đã ti mũi màu và sổ vuông. Nếu các bạn yêu thương và muốn đón các bé về thì liên hệ tụi mình qua Facebook hoặc Zalo. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quay đăng ký kênh, like, chia sẻ để tụi mình có thêm những động lực để làm những video hay và thú vị hơn nhé.